Anh cho nói gì nói không? Không nói. Không nói hả? Ok. Đây là những người ở San Jose là có cái cuộc diễn hành bằng xe thứ 318. 318 lần đó. Thì chào cờ bên cái vườn truyền thống. Thì sau đó thì những người này thường thường qua đây để có một cái lái xe đi vòng vòng ở San Jose. Đây là đoàn xe chuẩn bị khởi hành. Đây là làm lễ khởi hành, đoàn xe khởi hành lần thứ 318 để chạy vòng vòng ở San Jose, có cờ vàng nó sập bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Phút mặc niệm. Ngược dòng lịch sử 4.000 năm, tổ tiên Lạc Việt chúng ta đã ra công dựng nước, giữ nước, mở mang bờ cõi về phương Nam, tạo nên dải Giang Sơn gấp vóc hình cong như chữ S từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ngày nay. Trong cuộc chiến cận đại, biết bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ đồng binh, chiến sĩ Hoa Kỳ, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã tham dự buổi lễ chào cờ hôm nay. Hôm nay 318 lần trong 318 tuần liên tiếp, anh em thiện chí chúng tôi đã tổ chức một cuộc biểu hành biểu tình bằng xe vòng quanh thành phố 318 lần. Cảm ơn tất cả các